xin chào cả nhà, chào tất cả quý vị. Hôm nay xin Dũng quay trở lại với thị trấn Ba Tri. Hôm nay đến đây để tiếp tục thăm hỏi một số hoàn cảnh ở đây. Và một điều bất ngờ tình cờ là xin Dũng gặp lại bà cụ 99 tuổi đã từng bị xe buýt bị bỏ rơi quý vị. Đấy, mọi người đang thấy bà cụ phía trước á. Đó. Bây giờ chúng ta hãy theo dõi đi, bà cụ đi xin người ta như thế nào nha. Mà giờ Dũng chỉ theo dõi thôi. Không có lát nữa là mình nói chuyện trò cô chuyện với bà trò chuyện với bà cụ này sao đấy. Dũng còn nhớ một lần nhắc lại câu chuyện lần đó xin Dũng đi ở trên đường và gặp bà cụ đứng đón xe buýt, nhưng mà chiếc xe buýt đó không có đón bà cụ, không có cho bà cụ lên xe. Và sau đó thì chính thân Xuân Dũng đứng lại để đón xe buýt cho bà cụ luôn, nhưng mà xe buýt sau khi mà thấy Xuân Dũng á thì họ dừng lại, nhưng mà họ thấy bà cụ kể thì họ lại đã xin an ra và họ đi luôn, họ không cho bà cụ lên xe, làm cho đợt đó Xuân Dũng rất là bức xúc quý vị ạ. Xuân Dũng bức xúc dữ lắm, và cái chính cái bức xúc của Xuân Dũng đó cho nên là sau một hồi thì Xuân Dũng đã đưa bà cụ lên xe để chở bà cụ về. Trên đường bà cụ nói chuyện rất là vui vẻ và cảm thấy rất là mang ơn Xuân Dũng, và làm điều đó làm Xuân Dũng rất là vui. Tuy rằng lúc đó là công việc của Dũng cũng tương đối bận, rất là bận. Và lúc đó là Xuân Dũng rất là bận luôn quý vị. Và sau khi mà Xuân Dũng chở bà cụ về đến nơi ngay thị trấn Ba Tri, ngay cái điểm là bà cụ đang đi đây, thì được mọi người bà con hàng xóm mới biết rằng là bà cụ là không phải như những gì bà cụ đang nói, tức là bà cụ bị không có nhà cửa, bị con bỏ rơi thế này thế kia. Không phải như vậy. Bà cụ đi ăn như vậy lâu, là người ở đây và đi ăn xin, nhưng bà cụ đã có thể mua tiền mua được đất đai nhà trọ đấy. Đây, mọi người đang thấy bà cụ đang đi và đi xin từng người. Đó, có một anh đang kia đang cho cụ tiền. Mình sẽ giả bộ ngồi đâu ở đây để xem cái cụ có xin tiền không nha quý vị ha. Đó, mình sẽ đứng đón trước cái đường đi của cụ á. Đó, có chị kia cũng cho cụ tiền nữa. Vâng, ở đây là khu vực chờ Ba Tri cả nhà nhé. Mọi người đang thấy bà cụ đang đứng xin tiền. Chào bà. Bà đi đâu vậy? Xin hả? Dạ. Thế ha. Ô bà này, có xin là người ta cho tiền đó hả? Em coi. Bà đi xin hả? Xin được nhiều không? Một ngày bà đi xin được nhiều tiền không? Hả? Lai rai hả? Nhà bà ở đâu? Dạ. Ở kia đó. Ở kia ha. Dạ. Ông ngựa trời. Bà có con cái gì không? Hả? Đó. Có con cái gì không? Nó ở trận á. Dạ. Dạ, cảm ơn. Bà nhà ở gần đây hả? Gần đây không, hay là không có nhà cửa gì không? Hả? Dạ. Ở đậu với người ta đó. Bà ở đậu hả? À. Con bà nói để con biết, con thương bà nha. Ờ, vậy hả? Là bà hiện tại bà giờ ở đậu người ta thôi. Dạ. Không có nhà cửa gì trơn hả? Một ngày bà xin được nhiều tiền không? Đây ra là có đủ anh chậu anh sao à. Dạ. Mà ngày bà xin được nhiều tiền không? Đủ anh chậu anh sao con mình bắt. À. Em
quay vô mà hả thấy. Cái gì đó cho với nào? Dạ. Cái gì chồng hả? Cái gì đây vậy? Cơm. Cơm hả? Má cơm theo ăn luôn. Cơm về. Dạ. Cơm đem về. Hả? Ừ. Dạ. Bây giờ bà hả không? Ừ. Có đi xe không? Dạ có đi xe không? Dạ. Đi xe không chở bà về. Bà có nhà đi đâu mà về? Có nhà trọ. Ở nhà trọ mà. Ở trọ hay ở đâu? À. Có xe không con chở về? Mà giờ bà đang đi xin mà. Hả? Ôi ôi, bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Có ít tuổi đó. Dạ? Dạ tuổi rồi. Trời ơi, thế bà vậy già rồi con. Già cả rồi. Già cả rồi còn đi sinh nữa, tội nghiệp quá vậy. Dạ. Dạ. Ôi. Rồi bà giờ bà có đi hay về chứ, về nhà chưa? Có đi sinh nữa nhưng mà rồi về kinh chỗ tụi tao. Dạ. Ngồi ngồi nha. Ghế này cho bà ngồi đó. Ngồi nghỉ xíu đi bà. Ngồi nghỉ xíu. Ngồi nghỉ xíu rồi đi. Cậu ngồi đi. Dạ. Thưa quý vị, hình như bà cụ là bà đã biết được Xuân Dũng. Bà nhận ra quý vị, bà không còn như hôm bữa nữa. Quý vị còn nhớ là cái lần mình kiếm về nhà bà cụ vào đó thì bà ban đầu bà buông cái tiếng chửi mình đầu tiên á. Chị, bà cụ này là bà hay đi ăn xin ở đây chị? Dạ. À, rồi bà xin lâu chưa? Lâu rồi ạ. À. Dạ. Dạ. Nghe nói là bà xin mà nhiều đến nỗi bà cất được nhà trò luôn hả? Có đồ, có đồ. Hả? Hai căn có đồ. Hai căn. Có mua nhỏ nhỏ vậy nè. Mua hả? Không thì mấy bà nó bán trong vòng chợ đó, mua nhỏ nhỏ cho thằng trai nó ở, con vợ. Con mua cho em công an đó kìa. Công an nào? Mua nghe. Của cái em công an kia nè, ngủ một đằng kia người ta nói. Đâu vô chị, quan sát chị, đi. Chị biết vô rồi. Vô nhà chưa? Vô rồi. Vô nhà rồi hả? Trời ơi. Đó, bên này biết hết à. Có không? À, có vô. Tại chị không biết. Rồi không biết cho em vô rồi á. Em trước đây em chở bà về luôn á. Xe chở bà về luôn á. Dạ. Đúng không? Dạ. Mùi khai khai phải không? Dạ, mùi khai khai á. Không phải. Mùi nước hoa đặc biệt. Mùi nước hoa đặc biệt. Ông mở máy lạnh hoài đó rồi. À. Đúng rồi, ở đó sao chị biết, chị sao chị biết vô bản thương? Dạ, là trên dùng cơm chở về phải không? Dạ, dạ, đúng rồi, đúng rồi. Đó đó. Ở trên mạng có nè. Thì đó đó, 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 đó. Thì em chứ ai? Hả? Trong nhà trước đó. Dạ, dạ. Coi thấy anh. Mua đồ mà nó không chịu tha mặt đó không? Dạ. Là bà biết không rồi. Giờ biết nè, bà né né nè. Tức là bà không có chịu. Ôi, hồi đó bà lên xe bà nói nó xào dữ lắm. Nói không có nhà, có cửa, không có biết ở đâu rồi này nồi vậy đó. Con cái bỏ rơi bà nhưng mà thực ra đâu phải. Ông tội kiểm xin biết chở tôm tre đúng không? Dạ, dạ, dạ. Bà cho dâu cũng tự có đi một hồi vậy đó rồi sống á. Giờ tôi lấy tiền bà nó đâu có nuôi bà gì đâu. Biết rồi, cái không tiện chứ không tiện rồi. Đâu có nuôi bả gì đâu. Ừ. Tại vì thấy bả vậy đã rồi khỏi kiện chứ còn không thôi kiện rồi. Kiện sao nữa? Tại vì nó nói vậy chứ mà khổ. Con cái không có nuôi. À.
chắc phải nhận ra. Nhận ra. Lần sau em có vô tới bãi nữa mà. À. Rồi, cảm ơn chị ha. Rồi, chào anh nghe. Dạ. Dạ dạ dạ. Đang thấy bà cụ sau khi đi sinh xong rồi dừng lại đây để điểm để tiền.